Rồi, mình là Vinh đây. Chào các bạn quay lại với channel mình. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn toàn bộ hệ thống trại của mình. Tất cả các bể cá đều nhốt full bể. Bể nào cá cũng dưới đít. Không mà đi đâu là nào đấy. Thấy không? Mình muốn xây dựng kênh của mình một kênh chuyên về thủy sản. Nên rất mong các bạn hãy ủng hộ. Like, subscribe kênh của mình nha. Mình làm rất nhiều loại cá, nhưng đây là đặc thù hiện tại là cá chim đuôi vàng. Mà cá biển có giá trị kinh tế cao. Hôm tới mình sẽ làm một cái series video hướng dẫn chia sẻ cho các bạn biết là cái quy trình sản xuất giống con cá chim đuôi vàng từ giai đoạn cho đẻ đến khi giai đoạn xuất bán. Giai đoạn này đang bán rồi này. Thì anh là Komono, tên Việt Nam thì gọi là con cá chim đuôi vàng. Nhưng cá chim đuôi vàng thì có hai loài hay nuôi nhất ở Việt Nam, đó là cá chim vây dài và con cá chim vây ngắn. Thì đây con cá chim vây dài. Đây là ăn từng mặt. Khi mà thấy người nào như thế này, cảnh này như thế này, thấy ạ. Như cái trại của mình gồm có khoảng 100 bể, mỗi bể trung bình khoảng 8 khối. Giờ mình sẽ nhốt khoảng 50 bể. Mỗi bể với cá kích cỡ này thì rơi khoảng 10.000 con. Nhỏ cũng thò tay ra lấy ra, thò tay để bắt được rất tươi dậy. Chung là khi để một bể như thế này thì nó sẽ khá là an toàn. Komono. Đẹp không? Đó. Nghề sản xuất của mình. Đó. Rồi. Đó, đây là xung quanh cái trại của mình đấy. Đâu có thể cá này. Rồi, chào các bạn nha. Like, share, subscribe kênh mình nha. Bye bye.